lên về và sau đó mình sẽ vào động tác tiếp theo.
đưa lên núm trái, núm phải, lên tay, về tay, đan một này, mở hai này, đan ba và ra, về em một em ba em đi để gần trái phải trái các lần nhá, đặt chân chéo xoay một vòng về dáng nâng cao chân đặt xuống đã, sau mình bắt đầu để hông đi này, đập xa về gần, đập xa về gần, xa gần gần thứ tư xong di chuyển hai nhịp về dáng đứng chân để chân ra đưa về em về dáng đứng xuống và bạn ha. Ok, bây giờ thì mình sẽ nối động tác của đặt nhất với nhịp nha. 1, 2, 3 hết. Bây giờ mình sẽ đếm nhanh hơn một xíu. 5, 6, 7 hết. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với đoạn thứ hai là đoạn để vai như thế này này. Đoạn trước là các bạn đã dừng ở đây chuẩn chân đúng không? Bây giờ đoạn động tác tiếp theo nhé, mình sẽ chỉ tập cái nhược này cho bạn ha. Mọi người sẽ đẩy được lên hình chữ V cho mình, chích bên trái về để chích qua phải. 7, 8 em 1 em 2 em 3 em 4 5 6 làm cho mình 6 nhịp nhé. Còn tay các bạn sẽ để ra phía bên ngoài. Ngực chủ động đẩy. 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6. Ok, nhớ cho mình là hình chữ V ha. Về để lên, về để lên một cách đó là với ngực xong rồi. Còn bây giờ chân ha, mọi người để qua trái thì nó sẽ rất bên trái. 1 2 3 4 5 6. Sau khi làm 6 nhịp rồi thì thu chân trái về, mình sẽ chuyển chân xuống để hông lên. Ok, sau khi làm hay xong thì mọi người sẽ về dáng như thế này, đưa chân cao cho mình ha, tay phải ở trên rồi sau đó chuẩn chân xuống núm này, tay lấy đà từ phía trên nhấc xuống thì đánh hông lên em, làm cho mình 3 lần em 3 lần. Ok, xong 3 lần rồi thì nó sẽ có đến cái phần mọi người thích photo chụp ảnh thì mọi người làm cái dáng này cũng được, một dáng bất kỳ ha. Sau đó động tác tiếp theo này, mình đặt hai tay lên phía bên đầu bên mắt tay như này, mình mở ra, mở mở, cố gắng hơi dính nhẹ cái tay ở phía đầu mình nha. Đồng thời mình sẽ nghiêng phải phải này, đổ trái này, làm cho mình đủ 6 lần. 6 lần xong thì chúng ta sẽ đổi lại tay trái là đồng nghiệp, sau đó đến tay phải là đồng nghiệp. Ok, lại này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến lần thứ 7, đến lần thứ 8. Còn đối với chân thì các bạn sẽ dậm lần lượt đi hết cái động tác trước, vừa dậm chân vừa đánh hông nhún chân chín đây để này, 1 này 2 này 3 4 này 5 đến lần thứ 6 này, tương tự này tiếp 7 này 8
lần 2, 3, 4, 5, lần thứ 6 này, nhún về đẩy hông, lên up, nhún xuống này, lấy là tay đất một lần này, lần thứ 2, lần thứ 3, sau đó chụp ảnh, dừng dáng, tiếp theo này dẫn thân phải đẩy tay phải một lần, 2, 3, 4, 5, 6 này, đổi đệ, đổi tay, mở chân phải, dừng, đổi 6 lần, lần thứ 6, sau mình sẽ về dáng kết, kỳ đọc, ok. Bây giờ thì mình sẽ vào đường tập thứ 2, chậm rãi, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1 đánh 2, 3, 4, 5, 6, 7, chụp ảnh đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, đổi tay 7, 8, mở chân 1, 2, 3, 4, 5, 6 này, 7, về hết. Hết bây giờ mình sẽ đến đi nhanh hơn một xíu. 5, 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1 đánh 2, 3, 4, 5, 6, chụp 7, 8, đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, đổi 7, 8, mở chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kết dáng. Bây giờ thì mình sẽ ghép cả hai đoạn vào và đến cho bạn từ đầu đến cuối với nhịp chậm nha. Từ đầu hả? 5, 6, 7, dáng 8, 1, 2, 3, 4, chéo, háo, 7, 8, 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, dáng 2, 3, 4, 5 và 6 và 7 và 8 và 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, đẩy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, đẩy 2, 3, 4, 5, 6, dừng chụp ảnh đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, về dáng hết. Bây giờ bắt đầu với nhịp nhanh hơn nha mọi người. 5, 6, 7, dáng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 1, 2 và 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 8, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chụp đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đẩy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hết 8. Cảm ơn mọi người đã xem đến đây và buổi hôm nay đã hết rồi. Mình sẽ để link video vào nhạc.